Tên tên phì phà mới hái, Phượng mời cô chú anh chị em và các bạn cùng ăn phì phà với gia đình mình nha. Chào cô chú anh chị, hôm nay mình sẽ ra vườn mình thu hoạch trái phì phà nghe cô chú anh chị. Trái phì phà thì nhìn sơ sơ tựa tựa giống như trái thanh trà của Việt Nam mình đó. Cô chú anh chị nào mà ở miền Cần Thơ, miền Tây á, thì có thể biết trái thanh trà ha. Cái trái nhìn nó tựa tựa thôi chứ mùi vị thì nó khác nhau hoàn toàn nha cô chú anh chị. Giờ mình đi vào ha. Đây là cái cây cà chua thân gỗ. Trái lủng lẳng nhìn thấy thương chứ ăn thì nó cũng không ngon mấy. Này phía trong đây thì anh Sang anh trồng mà chủ yếu là thanh long nhiều. Xa xa kia là cái vườn thanh long nhà mình đó, trồng trong chậu không có cô chú anh chị, mà mùa nào cho trái là gia đình ăn không hết nha, nhiều lắm. Giờ nó đang cho trái đó cô chú anh chị, ra bông rồi đó. Đây là cây phì phà hay còn gọi là trái tì bà điệp ha, đó, ăn rất là ngon nha. Qua bên đây là cái cây táo mà anh Sang anh ghép được mấy nhánh táo vào. Mấy nhánh táo này là anh Sang anh mua ở ở trên mạng đó cô chú anh chị. Đó, bắt đầu nó bung ra kìa. Đó, mấy nhánh táo ghép bắt đầu nó bung ra đó cô chú anh chị. Còn cái nhánh cái cây táo gốc đó thì nó ra bông rất là nhiều luôn. Đó, ghép được mấy nhánh trên đó bắt đầu nó bung lá ra kìa. Chú anh chị mình thấy không, cái cây nhánh ghép bắt đầu nó bung ra rồi, dễ thương không. Nói chung là mình trồng cây mà mình làm gì mà thành công rồi mình vui mừng lắm, giống như là mình lượm được hột sòn kim cương vậy đó cô chú anh chị. Nói đùa thôi chứ anh Sang ghép ảnh cũng như ghép 10 nhánh thì cũng trật hết 3 4 nhánh thôi, 50% thôi, chưa chưa được 100% cô chú anh chị. Đó, mấy cái bông táo của mình bắt đầu nở rồi nè, sắp có táo ăn rồi đó bà con cô bác ơi. Nhà Phượng ở gần sân bay ha, tiếng máy bay nó hơi ồn chút xíu, cô chú anh chị mình xem video và nghe tiếng ồn của máy bay thông cảm giùm nha. Giờ quay qua đây mình hái phì phà đi. Phì phà, cái cây phì phà này của nhà mình á, thì không có trồng dưới đất đâu, mình trồng trong chậu á. Đây mình trồng trong chậu gì nè cô chú anh chị, nhưng mà trái là cho ăn là đủ gia đình mình ăn thôi chứ không có nhiều ha. Nếu mà mình trồng dưới đất á, thì cái cây nó lớn hơn, cái tán nó lớn dữ lắm. Cây phì phà này thuộc cái tán giống như tán cổ thụ vậy đó, tán nó to lắm, thành ra là mình trồng dưới đất á, rồi khi mà nó chịu rồi nó lớn mình kiểm soát không kịp á, rồi tán cây bự quá, cây bự quá. Nhà mình sân vườn thì nhỏ đâu có nhiều đâu mà để mà cho cái cây nó lớn quá, thành ra là anh Sang ép trồng trong chậu. Trong chậu như thế này nè, cái này là cái thùng xanh đó cô chú anh chị mình chắc biết rồi ha. Rồi mình khoan hai cái lỗ vậy nè để mà mình bỏ dây vô mình dễ di chuyển chỗ này chỗ kia đó cô chú anh chị. Cái thùng này là anh Sang khoan lên cắt là hình như là nửa thùng á, khoảng tương đương với chậu chắc 25 ga lông á cô chú anh chị. Thì lâu lâu á, cái đất này mà nó giống như lâu lâu cái đất này mà nó hết tích tốt rồi cô chú anh chị, thì mình moi cái đất này ra mình cho cái đất mới vô. Thường á, thì nhà Phượng á, là anh Sang ảnh không có cho phân nhiều, chủ yếu là không có bón phân nhiều mà bón đất nhiều nha cô chú anh chị. Thành ra là mùa rồi mà cô chú anh chị thấy mình á, với anh Sang hay đi xuống cái tiệm Garden Supply, đúng rồi chắc cái tiệm đó Garden Supply á, mình hay mua đất nhiều là vậy đó, với lại đất ở dưới tốt với lại rẻ nữa. So với đất mà mình mua ở Home Depot lô thì nó rẻ hơn rất là nhiều ha. Tuy là nó mắc hơn chút nhưng mà nó cái bao nó nhiều hơn, với lại cái thành phần nó tốt hơn. Mình về mình chỉ là cho vô mình trồng thôi, mình không có cần phải pha thêm hạt trân châu hay là gì nữa cô chú anh chị. Thành ra là hôm rồi thấy rẻ quá, Sang với Phượng cũng mua nhiều lắm, mấy chục bao luôn á. Thành ra là đất này nè, cái mình moi ra xong cái mình cho đất mới vô, thì thỉnh thoảng mình cũng bón phân chút đỉnh thôi. Nói chung là một năm mình bón một lần phân thôi cô chú anh chị, một năm mình bón một lần thôi, nhưng mình bón nhiều quá thì cũng không có tốt. Nói chung là mình trồng cây nhà là chủ yếu là trái cây sạch rau sạch để mình ăn, thành ra là anh Sang không có lạm dụng phân hóa học nhiều ha. Đó, cái cây phì phà này á, là không phải là của mình mua đâu, của người ta cho. Đó, nhà mình có 2 cây, một cây này với cây trước, nhưng mà cây trước thì nó trái nó không có được ngon bằng cây này. Cái cây này trái nó ngon hơn nha, để Phượng hái thử một trái cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm qua Sang hái vô 2 trái ăn ngon lắm, Sang kêu á đi ra cây hái đi,
quay phim chia sẻ với cô chú anh chị. Thấy Sang dễ thương ghê không? Đây. Cái trái này ăn rất là tốt nha. Ăn tốt cho phổi. Đó. Tan đờm, trị ho. Cái này á, má mình nói á, mình vô tiệm tàu á, mình mua thuốc á, là nó có chiết xuất từ cái trái phì phà này nè cô chú anh chị. Cái này á, là mấy người Hoa người ta thích lắm. Mấy cô chú mà người tàu á, người ta thích cái trái phì phà này lắm. Phượng ăn, Phượng không có gọt vỏ nha. Ở đem vô nhà thì Phượng rửa ra thôi. Phượng rửa ra Phượng ăn thôi chứ Phượng không có bỏ vỏ. Ăn cái vỏ nên thuốc, thành ra không có bỏ vỏ. Phượng mời cô chú anh chị ăn trái phì phà với Phượng nha. Ở sau này là cái cục này là cái cục máy lạnh nhà mình. Cái cây này mình trồng bên hông nhà đó. Thành ra là mình quay cái view thì nó cũng không được đẹp. Sân vườn nhà An Tánh cũng còn lu bu lắm cô chú anh chị ơi. Xem video thông cảm giùm nha. Cũng có cô chú anh chị góp ý là sân vườn nhà An Tánh chưa có được đẹp thiệt, không được đẹp thiệt, cái đó là mình chấp nhận. Đó, mời cô chú anh chị nha. Cái quả này ở bên trong của nó không có hộp nhiều đâu cô chú anh chị, nó có một hoặc hai hộp thôi. Cái trái Phượng ăn là có hai hộp nè, ngon lắm, ngọt. Cái cây này ngọt, hôm qua Sang hái vô hai trái cho Phượng ăn ngon lắm. Rồi Sang kêu á, đi ra hái review chia sẻ với bà con cô bác. Nếu mà mình có trồng, mình ngại trồng cây to thì mình trồng trong chậu giống như nhà Phượng vậy nè. Cái này của người ta cho, nhà mình không có mua cây phì phà người ta cho á. Ngọt đấy không, ngon lắm. Nó hai hộp, nó có hai hộp cô chú anh chị. Trái cái cây này ngọt, cái trái lần trước cái nhà Phượng thì nó không có được ngọt bằng cái trái ở phía sau. Cái cây lần trước của người ta cho luôn cũng không có mua. Lắm. Cái trái nó thì nó có hơi long long ha, mình rửa sạch cái lông, sạch cái long long của cái trái á. Nói chung là mình nhà mình trồng thì không có xịt thuốc á, thành ra mình ăn mình cũng an tâm. Với lại mình đâu trồng cũng dạng là dạng kia bằng đất sạch thôi chứ đâu phải là trồng hóa học nhiều đâu. Ngọt nghe ngon, trái này ăn ngon. Cái trái phì phà này cô chú anh chị mình mà lên mạng mình tìm hiểu đi, ăn rất là tốt cho sức khỏe, nhất là cái phế quản của mình, ăn tốt cho phổi. Cái cây này thì mình ăn có vị thuốc nha cô chú anh chị. Mà nhà mình may mắn tôi trồng được cái cây phì phà này, ngọt ngay à, ngọt liệm luôn á, ngọt mà không có vị chua luôn á. May mắn lắm luôn. Bắt đầu trái chín quá chừng rồi nè. Cái cây này mà mình trồng dưới đất các cô chú anh chị nó chịu á, trụ nó ra cái tán lớn lắm. Phía sau nhà Phượng có cái cô người Hoa đó cổ trồng á, cái tán lớn rất là lớn. Rồi trái ở trên cao á, mình hái đâu có được đâu. Ra là nếu mà mình trồng á, mình có trồng mình trồng trong chậu giống như là cái cây của phì phà của vườn nhà An Tánh vậy nè cô chú anh chị. Trái dễ hái, ra trái vừa đủ gia đình mình ăn, không có cần rụng nhiều quá bỏ phí. À. Ok phải không cô chú anh chị? Ý kiến hay phải không cô chú anh chị? Cho Phụ một like nha. Cô chú anh chị mình á, mà chưa biết cây phì phà thì trái nó mọc chùm chùm vậy nè cô chú anh chị. Để Phụ quay gần cho cô chú anh chị xem nha. Trái này nó chín quá rồi nè. Nó chùm chùm như thế này ha. Cái trái nó chín nó màu cam cam, dễ thương. Rồi cái lá thì nó dài dài như thế này, cái mặt dưới thì nó nhám nhám, nhánh nó như thế này nè, này nó còn ra nữa cô chú anh chị. Được như đây thôi, mình thu hoạch trước đi ha. Đó. Rồi chừng nào chín nữa tính sau. Nhìn ngon quá chừng luôn cô chú anh chị ha. Ok. Mấy cái trái này nha cô chú anh chị mình để ý đi, chim nó ưa dữ lắm, hễ mà ra chín là chim quạ nó ăn nè. Phía sau nhà Phượng có cô người Hoa nó cũng trồng đó, cửa sổ Phượng nhìn ra tới mùa mà phì phà chín đó, chim nó bay lại đầy luôn, nó ăn những cái trái này nè. Chắc nó biết là giống như ăn có vị thuốc, ăn ngọt ngon thành ra nó đến nó ăn, đất lành chim đậu mà cô chú anh chị. Không biết được.
Cô chú anh chị em và các bạn mình ơi, video chia sẻ về cái cây phì phà của vườn nhà An Tánh đến đây xin tạm dừng. Vượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem video thấy chia sẻ của An Tánh Cali hay thì hãy cho mình một cái lượt share nha, share ra cho bạn bè và người thân cùng biết đến video này của mình. Vượng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn xem video thấy video của mình chia sẻ hay và các bạn yêu thích thì hãy cho mình một cái like nha, một cái đăng ký kênh. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Kali và phát video lên thì cô chú anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh thì lúc nào cũng vậy, có câu chúc là luôn luôn chúc là cô chú anh chị em và các bạn mình nó thật thật là nhiều sức khỏe. Tại vì mình có sức khỏe mình mới có tất cả cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị mình có rất là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, nhất là có niềm vui để làm vườn giống như gia đình An Tánh. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại gia đình cô chú anh chị em và các bạn mình và những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye. Phì phà đây bà con cô bác ơi.